soi kèo bóng đá hôm nay giữa Newcastle với Aston Villa diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 25 tháng 6 tại sân Sports Direct Arena, Premier League 2019-2020. Dẫu cho đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng trong lần đón tiếp Sheffield United, một trong những đội bóng có hàng thủ tốt nhất ở thời điểm này, đến làm khách ở vòng đấu vừa qua. Nhưng với việc được chơi hơn người ngay từ đầu hiệp 2, thì Newcastle đã không bỏ lỡ cơ hội để nhấn chìm đối thủ bằng trận đại thắng với tỷ số 3-0. Đây là một trong những trận đấu hay nhất của thầy trò huấn luyện viên Bruce kể từ đầu đến giờ, và với 3 điểm vừa có được, thì lúc này những chú trích chòe đã bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ lúc này, đã là 11 điểm, và hiện chỉ còn kém nhóm được tham dự đấu trường châu lục mùa sau là 8 điểm. Một trong những khoảng cách khá an toàn trong việc trụ hạng, cũng như nuôi mộng được tiến ra sân chơi châu lục. Đến với vòng đấu tiếp theo, dường như lịch thi đấu lúc này cũng đang đứng về phía Newcastle, khi họ sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà, và đón tiếp một đội bóng chỉ đang lặn hụt trong nhóm cầm đèn đỏ như Aston Villa, đến làm khách. Trải qua 4 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, đội bóng của huấn luyện viên Bruce đang có cho mình chuỗi bất bại với 3 chiến thắng, và 1 trận hòa. Với phong độ vẫn đang rất thăng hoa như hiện nay, và cùng với đó là điểm tựa rất lớn đến từ sân nhà, thì chỉ cần 7 trích chòe thi đấu giống như những gì đã thể hiện gần đây, thì một chiến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Đừng quên trong 6 trận được chơi trên sân nhà gần nhất, Newcastle cũng đang bất bại cả 6 trận, trong đó có 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Phía bên kia sân, dù đã có được lợi thế sân nhà ở vòng đấu vừa qua, và bất ngờ có được bàn thắng ngay cuối hiệp 1 để vươn lên dẫn trước Chelsea. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 phút liên tiếp mắc phải sai lầm chí mạng, đã khiến cho Aston Villa mất trắng 3 điểm, khi để cho đội bóng có đến 2 bàn thắng chỉ trong vòng 115 giây. Hai bàn thua này đã chính thức khép lại mọi nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Dean Smith ở vòng 30, hòng tìm kiếm 3 điểm quý báu trước The Blue. Với trận thua này thì Aston Villa vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ, khi vẫn đang đứng ở vị trí áp chót dưới bảng xếp hạng Premier League với 26 điểm, hiện đang kém nhóm an toàn lúc này vỏn vẹn 1 điểm nhưng thi đấu muộn hơn, ở vòng 31. Bước vào chuyến hành quân lần này, hành tích mà đoàn quân của huấn luyện viên Dean Smith đang có ở thời điểm này là vô cùng tệ hại, khi đã 7 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận vừa qua, thì Aston Villa chưa biết mùi chiến thắng là gì, khi chỉ có đúng 1 trận hòa duy nhất và còn lại để thua đến 6 trận. Người hâm mộ của họ sẽ càng lo lắng nhiều hơn, khi ở thời điểm hiện tại thì đội bóng của huấn luyện viên Dean Smith cũng không phải là cái tên có thể chơi tốt khi phải thi đấu xa nhà. Cụ thể trong 10 trận sân khách gần nhất, họ chỉ có duy nhất 1 trận thắng, còn lại 2 trận hòa và để thua đến 7 trận. Có thể trong quá khứ, Aston Villa đã không ít lần giành chiến thắng trước Newcastle, nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra khi họ phải đến làm khách trước 7 trích chòe trong 11 lần gần nhất. Dự đoán kết quả Newcastle với Aston Villa. Dự đoán tỷ số 1-0. Chọn kèo châu Á, Newcastle chấp đồng nửa. Chọn kèo tài xỉu, xỉu 2 trái rưỡi. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.